Mới đây, dân mạng truyền tay nhau hình ảnh một nam thanh niên đi xe gắn máy giả vờ hết xăng để đi xin tiền người đi đường, khiến ai cũng bức xúc. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên người ta chứng kiến cảnh tượng này, mà nhiều dân mạng cho biết nam thanh niên ấy đã có thâm niên hơn 10 năm trong nghề đi xin tiền. Mới đây, tài khoản V vừa đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh anh chàng đi xe máy đang dừng lại để xin tiền những người đi bộ trên đường. Cụ thể, trong những bức ảnh được chia sẻ, nhân vật chính là một nam thanh niên khỏe mạnh, hè đi xe tay ga, đông đổi sang xe số. Tuy chỉ có chiêu bài hết xăng vẫn không thay đổi, ngoài những hình ảnh kể trên, đi kèm dòng trạng thái, mùa hè đi tay ga, mùa đông lên đời đổi xe số, chỉ có mũ bảo hiểm là không đổi, thanh niên đi xe hết xăng 10 năm rồi chưa đổ. Không chỉ vậy, dưới phần bình luận một số dân mạng cũng xác nhận việc mình vừa gặp phải người kể trên vào sáng ngày 27 tháng 12. Sáng nay em đứng ở bến xe buýt cũng ra xin 10.000 đồng, kêu hết xăng, đúng ông này luôn ạ, hết xăng mà đi chỗ Phạm Ngọc Thạch phóng lên ngã tư Sở Hà Nội xin tiền. Ngay dưới phần bình luận, không ít người đã chia sẻ về những kỷ niệm với nam thanh niên này. Đồng thời, họ cho rằng sau một thời gian anh ta đã đổi sang xe mới. Không chỉ vậy, dưới phần bình luận, nhiều dân mạng khá bức xúc trước sự việc một nam thanh niên sức dài vai rộng nhưng lại có hành động như trên.